Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Chocopen được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Chocopen cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Chocopen Hapago Phi 100mg Chondroitin 50mg Glucosamine 250mg Dạng bảo chế Dạng viên nang Công dụng và chỉ định của Chocopen Giúp bổ sung chất nuôi dưỡng cho sụn khớp, giúp làm tăng dịch khớp giảm khô cứng ở các ổ khớp làm chậm quá trình thoái hóa khớp đau nhức xương khớp khô khớp viêm khớp đau lưng đau vai gáy nhức mỏi chân tay thoái hóa xương khớp loãng xương bao hoạt dịch đĩa đệm thần kinh tọa hỗ trợ điều trị bệnh gút có nồng độ uric trong máu cao cách dùng và liều dùng của chocopen cách dùng dùng đường uống Liều dùng. Uống với nhiều nước, sau ăn 1 giờ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, để có kết quả tốt nhất nên sử dụng liên tục trong 4 tuần. Chống chỉ định của Chocopen. Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Chocopen. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Chocopen, đồng thời biết cách sử dụng Chocopen sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham